mẹ mày làm sao? Cháu, mẹ mày làm sao? Đang đi vào ra kia chờ mày đi.
mình hoa của mẹ con nha. Con ơi, con chạy chạy ở ngã đây nha.
Yeah.
mẹ mày làm sao? Bị cướp. Cướp ở đâu? Ở đây à? Không, cướp ở đây. Cướp ở đây à? Vâng. Em ơi, em ơi, em ơi, cháu làm sao không? Cháu đứng dậy nào, cháu có làm sao không? Đứng dậy. Em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, làm sao thế? Cháu sợ nằm ở đây, đi cướp à? Hả? Cô em đâu rồi? Người có làm sao không em? Người làm sao không? Phải cướp hết tiền thôi à? Sao nhưng mà em hết tiền, mất hết tiền rồi. Rồi thế cướp chạy cướp cho nó em mất đi mất cả. Em không biết. Còn ơi, mình bị cướp hết tiền rồi. Rồi anh đi báo chính quyền nha. Nhà em ở đâu? Nhà em ở trong này. Em trong này à? Rồi thế thì anh đưa về nhà. Đứng dậy nào, anh và con đứng dậy nào. Để cháu ra để bác đưa về nào. Em ra để anh đưa về. Không, không nên buồn quá em ạ. Mai báo chính quyền thấy cho. Rồi nhá. Rồi rồi đây nghỉ nhá. Cháu ở đây trông mẹ nhá. Tắt về đây. Mua ít thức ăn cho hai mẹ con. Mẹ đâu rồi? Mẹ ăn đồ để trăng. Đưa chú cầm cho. Đi xem rồi. Mẹ xuống trên nhà. Dạ. Mẹ bị cướp. Mẹ bị cướp á? Dạ. Minh ơi, em làm sao đây? Anh à. Em làm sao đây? Cướp này em chợ về em bị cướp. Chợ bị cướp á? Vâng. Thế có bắt được cái cướp không? Em không anh ạ. Cướp bao nhiêu tiền không? Tiền sáng em đi chợ bán rau mất hết rồi anh ạ. Mất hết tiền rồi. Đấy, cướp người có bị làm sao không? Em bị nó đạp một cái. Đường người em không sao anh ạ. Thế bị cướp nhiều tiền không? Cũng ít thôi anh, nhưng mà số tiền em mang theo người mất hết rồi. Thôi thôi, cướp nếu mà có bắt được thì cướp không? Em không biết mặt người cướp đâu anh ạ. Vừa nãy được cán bộ đưa về thôi. Thế tôi mất rồi thì mai lại kiếm người không sao rồi. Thế người không bị đau đâu không? Em không. Thế để anh đi bổ dưa cho. Anh bổ dưa với đấy, nấu tí thức ăn cho. Vâng.
Em không ngồi nghỉ đi. Chú ơi, chú bỏ dưa ạ. Ừ, chú bỏ dưa, không cần dao vào đấy đâu. Thế bảo không sao à? Bảo không 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 bị làm sao à? Bố mẹ bị ấy rồi à? Con bị nó đẩy. À, nó đẩy á? Con ăn dưa này. Cảm ơn anh nhá. Con nhặt cái từ bảo con. Con ăn dưa này. Em ăn dưa nhá, thằng để anh xuống xem cơm nấu hay là cháo thì anh nấu cho nhá. Anh ăn dưa đây. Thôi anh ăn đi. Hello. Nào, Bảo ơi đi, đi lên đây nào. Đây ăn cháo nào. Em ơi, cháo chín rồi. Yeah. Ngồi ăn bát cháo đi cho khỏe nhé. Anh không ăn hả anh? Anh không ăn đâu. Hai mẹ con ăn đi. Bảo ăn không? Chú lấy cho nhá. Con ăn cháo không? Không ăn à? Ê, ăn dưa nhá, chú bổ dưa cho nhá. Chú có ăn dưa không? Cháo. Anh ăn đi anh. Em ăn đi, anh ăn dưa. Con gì có cho chú ngồi với con? Ừ. Thế được, cô ăn ăn một miếng là được không? Cháo vừa không em? Vâng, vừa anh ạ. Anh không ăn đi anh. Anh chả biết nấu đâu. Anh nấu ấy đâu, chả biết có hợp khẩu vị em không? Có mà.
Vừa vừa mẹ ơi ạ. Đây cỏ đây cho nó nhiều đi không? Nhiều trong vườn. Con này láo thật, không biết cái thằng nào. Đi vào đây để xem cái thằng nào nào.
con đây rồi nhé. Mày thấy đây làm gì ấy? Con đây rồi nhé, ta thấy bà kia bảo mày đưa cái thằng nào vào đây, cái thằng này là cái thằng nào? Cái thằng nào mày bảo ta, cái thằng này là thằng nào đây? Bạn của cái thằng nào đây? Bạn nào đây? Ôi, đưa vào đây lúc nào? Con thấy mẹ con đưa vào đây lúc nào? Mẹ bỏ con lắm. Cô bé thích cô là ai đấy? Mẹ chồng cũ của em. Tao không cần biết mày là ai. Con này là con dâu của tao, tao mới đuổi đi. Tớ đi thì tụi nói mẹ bắt mắt mẹ nào mẹ thấy con ở đây. Thế sao cái thằng này nó ở đây? Nó cùng làm ở đây mà nó chả ở đây với mày à? Anh chỉ đến giúp con thôi. Mày chê, mày chê con nhà tao đưa người khác vào. Bây giờ mày cũng đi với người khác đây mà. Mẹ đuổi con hả? Mày là thằng nào? Không phải việc của mày mẹ. Làm gì với nó ở đây? Cháu chỉ đến hộ rồi, trước cháu đi rừng cháu thấy là người bị lạc trên rừng cháu đưa về đây. Cháu thấy hai mẹ con nó khổ quá thì cháu ấy thôi. Thì cháu đến đây cháu giúp làm việc một tí thôi. Cái chú này, cái bác này ở với mẹ mày, ở với mẹ ở đây à? Phải không? Cho bà biết. Mẹ đi ra chỗ khác đi, không phải việc của mẹ đâu. Mày làm như nó rồi nhá. Mày bảo nó đưa thằng khác về nhá. Mẹ vẫn đánh à? Mẹ mày đây này, mẹ mày láo này. Bà mới đuổi đi mấy ngày mà mẹ mày lại đưa trai về đây ở với nhau ở đây này. Chung nhau ở đây làm ở đây à? Mẹ đi về đi. Tao không về. Mẹ đi về đi cô, có gì từ từ. Cái này của ai? Của mày làm à? Rau của con mà mẹ bẻ mỏng ra. Này thì rau đi. Này thì rau, mẹ đi về đi. Này. Này rau này. Này rau này. Mày đưa cái thằng này vào đây, ta cái bà kia vào tận nhà bảo ta nhá. Bà nào mẹ đưa gọi bà ra đây hả? Lúc nãy bà ấy chuẩn chỉ ta bảo nó với thằng kia còn ở đây nhá. Đi cháu ngay lên để xem nhá, ta mở lên đây nhá. Đến đây cháu giúp mẹ con nó thôi chứ không có mẹ gì đâu. Mẹ con là sao con, mẹ đi ra. Này thì rau của mày này, này thì rau này. Này thì rau này, mày con phản tao ạ. Mày con phản tao ạ. Ôi cô, có gì bị cô. Mày con phản tao ạ. Này thì rau này, ăn này. Này thì rau này. Này. Này, này, này thì rau này. Này, này thì rau này. Thôi. Thôi ra đi. Cô cái đi cho tôi nói. Bây giờ đi chơi trai nghỉ đây nha. Cô bảo ra cô. Mày. Mày làm gì? Cô ơi, cô làm gì đấy? Không. Mày bỏ ra đi. Có gì về nhà từ từ nói. Phá hết của mày đi nào. Mày phá hết đi. Mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ đi về đi. Cô về đi cô. Tao không về, tao phải phá bỏ cái này của mày đi. Cô về đi cô ơi. Có gì thì nói sau. Không ai nắm này. Mày láo nha. Mày hư, mày láo lắm rồi nha. Mày đưa cả nó vào đây, mày ở chung với nó đi nha. Thằng này không ở đây nữa. Thằng này đi về với bà. Thằng này đi về với bà. Mày thích nó thì mày ở với nó đi. Thằng này đưa nó cho tao để tao đưa nó về. Con của con mà mẹ bỏ hết đi. Đi về với bà. Cô ơi, cô bị thích cô, cái gì bị thích không? Đấy, ra đây chú nhé. Mày không có quyền nói, mày không có quyền ở đây. Mày đi, mẹ mày không có quyền ở đây, mẹ không có quyền gì ở đây cả. Mẹ đi, 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 mẹ đi, đi, mẹ đi. Phá bỏ hết đi. Đi dâu này, mời đi dâu này. Hai cái thằng này có thể chuộc của nhau ạ. À?
Nói lại cô. Thằng này ở đây với bà. Ở đây với mẹ mày làm gì? Về với bà. Con của con vẫn đẻ ra con được mua chứ mày bỏ anh. Không phải tao không cho. Mày đi với thằng khác tao không cho. Thôi cô. Thôi. Mẹ luôn đấy. Cô đừng làm thế. Mẹ không làm thế. Bảo ra đây mẹ con. Đấy mày nhổ đi. Mai con lại trồng tiếp mày nhổ đi. Mày thì cho trồng nữa. Mày má trồng này. Đấy. Mày phá trong đây mẹ ở đây với thằng này ăn ở đây nhá. Đấy mẹ phá trong này. Còn cái thằng này ta cho nó đi về với ta nhá. Này đi về với ta nhá. Không được đâu cô ơi. Cô về đi. Cô về đi mai tối báo cảnh sát đấy. Báo tao không chờ. Mày về đi. Mày nhớ nha. Mày nhớ nha. Đi về với bà. Con này chống lại anh ta vậy. Này, anh ngồi vào đây đi. Anh ngồi vào đây. Về đi. Thằng này về với. Tao đưa cháu tao về. Đi về đi. Mẹ chúng mày. Mày nhớ nha. Mày nhớ nha. Cái thằng này cút đi. Con sợ không con? Con đi vào nhà ngồi để mẹ dọn cái này nhá. Con về nhà ngồi đi, chú sẽ dọn dẹp cái này nhá. Con đi vào nhà ngồi đi. Con đổ bỏ hết em ạ. Mai chồng đâu khác, nát hết rồi, này cũng không nguyên lấy đâu. Bỏ đi anh ạ, à. Mai chồng đâu khác rồi. Hỏng hết rồi. Bữa nãy là mẹ chồng cũ của em à? Mẹ chồng cũ của em đây. Cái chồng cũ của em bỏ đi theo người khác à? Vâng, hôm nay em đang làm ở nhà ấy, chồng em dẫn gái về mà. Xong mẹ chồng em chả biết chuyện gì, không đuổi em. Đuổi cả hai mẹ con em đi. Từ lúc đấy em có về nhà chồng cũ bao giờ đâu. Nó thích cực uống bên này đấy. Hôm nay anh có bị đau không? Không, bà có đánh anh đâu. Chỉ sợ sau bà tìm anh thôi, bà gây sự với anh thôi. Anh có gì mà bà tìm anh thì... Bà hiểu nhầm. Chắc là bà muốn đến đón thằng Bảo về thôi. Chắc bà không cần rồi, sao giờ bà đón làm sao? Chắc là con trai bà đi với người khác rồi không về. Chắc bà ở mình bà đón cháu ở đây, cháu của bà mà. Trước chắc bà muốn dành rồi bà lui. Trước bà cần bà đã không điện đi. Thôi em nhổ bỏ cái này qua tí nữa em quốc đất cho nó dễ. Mười mấy người rau cải này, hỏng hết rồi, nát hết rồi. Rồi bỏ hết anh ạ, rồi bỏ hết ngay, rồi bỏ hết ngay, rồi bỏ hết ngay. Bây giờ, chờ.
rau thì quốc anh ạ. Nhưng mà khô hết đất rồi. Em đi cấy thuê cho nhà cô kia, mọi cô bảo là hôm nay rảnh cấy cho cô một buổi cô thuê mà. Ở nhà với chú nhá. Thế thì anh ở nhà trông cháu không có sợ bà lại đến đây. Vâng, anh trông cháu cho em vào nhá. Con ở nhà nghe lời chú nhá. Đó chưa? Con hộ chú làm việc nhá. Anh ở nhà hộ. Em cứ đi yên tâm nhá, ở đây cháu ở đây anh trông cho. Con ở nhà với chú nhá, mẹ đi nhá. Đi. Em cứ đi nhé. Để anh ở ngay trong nhà nhá. Phá mạo quyền nguy hiểm. Mom yang ma chứ hô la ta về tay chứ hô la ta chứ phát la ta yang ma cũng hết quả con bà ơi, cất cái này cho chú ạ. Cất cái ghế cho chú đi. Cất ghế chú nhá. Đây là phụ này mang vào bếp cho chú nhá. Để đun nhá. Thank you.
mà thí kiểu rồi thà hô mà số na lưng cái bóp phẳng mưu kín rồi nhau đi đâm đi bóp kín giá thì tôi phải thưa tâm lát mưu tâm mưu thằng này nó vẫn ở đây à? Thằng này vẫn ở đây à? Cháu ơi, bé ơi, bé ơi ra đây ba bảo.
đâu cô ơi? Đón cháu của cô về. Thôi, mẹ nó còn đi làm con nó chưa về. Cô đến về với mẹ nó về cái đi. Mẹ nó không ở nhà. Đợi mẹ nó về thì chị ấy. Mẹ nó không ở nhà. Mẹ nó không ở nhà thì đưa mẹ mẹ đi với bà. Đấy, mẹ nó về thì đưa đâu con đi. Con đi với bà. Con có ở ở. Mày không có quyền giữ nó đâu. Không phải con của mày mà không có quyền giữ. Được. Buông ra. Đi về đi. Đi về với bà. Hiểu không? Đi về nhanh. Rồi mẹ nó về thì không. Đến đây làm gì thì hỏi là mẹ nó xem mẹ nó có con đón gì đó. Hôm qua đó. Về đi, con không ở với bà đâu. Con đi về với bà. Bà bỏ nó ra. Cái thằng này buông ra. Cái thằng này còn có quyền giữ cháu của tôi. Bà bỏ nó ra đi. Nó là cháu của tôi. Cháu về đi cô. Không. Hôm qua đã không đón được rồi, nay phải đón được bằng được cháu của tôi. Hôm qua tại. Cô đi về đi. Hôm qua tại mày đúng không? Hôm qua tại mày tao không đón được. Cô đi về đi.
Mẹ đi cấy hề rồi, mẹ ở nhà anh có vui à? Không? Có, nay bà đến đấy. Bà lại đến á? Ừ. Anh đến dành bảo vệ đấy. Bà đến cướp con về. Thế bà có đánh không? Đánh chú không? Bà có ở đây lâu không anh? Bà ở đây một lúc lâu đấy, anh đuổi mãi mới về đấy. Dài rồi đấy, chắc là muốn đưa thằng bảo về. Hôm qua nói thế là bà vẫn đến. Anh đang dọn dẹp được mấy cây ở đây thì bà đến bà. Em vừa đi là bà đến à? Em đi một lúc lâu thì bà đến. Một mình bà. Chắc thấy em không ở nhà nên là bà mình là bà. Chắc thế. Chạy để mẹ đi trồng rau nha. Đưa đây cái chảo đi. Lấy một mớ ra nha, đây nha. Có cây này. Đâu ạ? Lấy cái chuối này. Cao quá nhỉ? Cao quá con ạ. Mẹ lấy cái xà đã. Cao lắm. Cao quá không tới con ơi, cho mẹ cái ghế với. Yeah.
Anh đạp cây chuối ra đi anh. Anh ơi, lớn mạnh hay không? Bây giờ cháu lôi nhá, để chú ơi đạp cái chuối ra mà có ra được không nhá. Cháu lôi lên hả? Ôi à, con này đau quá. Lấy chuối cho con nhưng mà cao quá, em bị đổ cái ghế. Thế cậu có làm sao không? Đâu. Đi hay mà con về nhà đi. Đó hai bên tờ không ăn đâu nha con nhá. Cao quá mày nói được đâu. Đi vào nhà, uống nước. Không lấy chuối nữa nha, bảo nha. Đau hết cả hai cái tay rồi đấy. Em đi làm vườn nhá, anh ở đây ấy lúc cái chúa này. Bà lại đến đây làm gì? Tôi đến để đưa cháu tôi về. Bà đi về ngay.
đi về vậy. Lời. Bà không muốn á. Bà đi về. Muốn á. Bà không muốn tôi gọi chính quyền cô. Bà bảo. Cho chúng mày ăn này. Bà đi về đi. Bà đi về đi. Bà đi về đi. Bà không về. Bà về đi. Bà về đi. Bà về đi. Bà đi về đi. Bà đi về đi. Bà này đến cướp thằng con của cháu cô này đi. Tôi. Nó là cháu của tôi, mày không có quyền. Nhưng mà cháu mày là thằng nào mà cứ ở đây với nó. Nhưng mà nó là mẹ của nó. Nhưng mà làm sao có gì mình phải giải quyết đánh nhau ấy. Tao bảo tao đưa cháu tao về, nó không cho tao đưa về. Thế này là công an nó bắt đấy. Không cần nhiều thế này đâu. Bà đi về đi. Tao không làm cái gì sai công an đi. Bà đi về đi, mai giải quyết tao. Mai cách giải quyết. Bây giờ nhiều thế này đánh nhau thế này chết. Bà đi về đi. Tao không về. Không là tôi gọi đến quân đến bắt đấy. Bà đi về đi. Con không ngửi ra đâu. Con về với bà. Thế bà đi về đi. Con về với bà. Thôi bà tôi đi về đi. Tôi về mai lên giải quyết sau. Bây giờ đánh nhau này không ai đâu. Nhá. Bà phá hết vườn rau của nó rồi. Ai ngăn rồi. Thế cháu làm việc. Cháu phải giải quyết cho bà. Được rồi, mai giải quyết. Bây giờ còn đang ấy. Phá hết rau này cái này rồi. Thế này không được đâu, mai chúng quyền giải quyết nhá. Tôi đi về đi. Bà đi về ngay nhá. Tôi sống bà làm hẳn ở đây. Đi về đây cho tôi đấy. Thôi được, bà đây đi nhá. Mai tao lại đến nhá. Bà đi về đi nhá. Bà đi về đi. Mày tao không tha đâu nhá. Về đi, bà đi về ngay. Tao không tha đâu nhá. Chúng mày nhớ nhá. Thôi, đi về. Mày làm việc mày phải nhớ nhá. Thôi, đi về. Tao không tha đâu nhá. Phá là bà ta rồi đấy. Về đi giải quyết. Đến phá người ta thế này công an nó bắt đấy. Mày quá, có chú cảnh sát thấy không, có gì giúp bà ấy về cho. Em gọi tao. Thì bà đủ hết cả ấy rồi. Con lên con lấy giống ra cho mẹ đấy không? Anh vừa có. Hết cả đâu rồi. Con ơi, lấy giống ra cho mẹ đi con, để con dắt lên nào. Trồng rau này. Ôi, anh im lên nước em không được.
đây nè. Con cắt cái quai cho mẹ con. Nó là lấy cầm sàn cho mẹ nhá. Con phải cái này nặng lắm. Không quá nhau, nhưng không quá nhau ta. Đây luôn bà ơi. Đây luôn, đây luôn. Đây luôn. Đi vào đây cháu. Đi vào đây. Ở đâu đấy bà? Nhà nó ở đây đi. Nó làm ở đây đi. Vâng. Nó đưa cái thằng nào vào, nó ở đây. Thằng có ai nhà không? Hình như không có ai nhà bà. Không có ai nhà đâu. Chắc đi làm đồng rồi bà. Sao có người kia nhỉ? Chắc lấy phá rồi. Mình quay đi vào trong kia nữa. Chắc nó đi đâu rồi? Nó đi chợ rồi đấy cháu ạ. Vâng. Mình đi ra đây chắc nó gần về rồi. Vâng. Đi ra
Bố ơi. À bố ơi, tôi lên báo án, tình tôi thấy có hai bà chó nào đang tìm mò phá nhà phá cửa. Ông Bình, thế cô lên nói chuyện ở nhà. Thôi anh nhìn tôi thấy có hai người là rình mò rình dập cái nhà bà mẹ con ở kia kìa. Tôi nghĩ là đến phá hoại tài sản đấy. Thì hai đồng chí đi cùng tôi đến đấy xem mà có phải không? Thì họ rình mò đấy à? Ừ, rình mò hai lần rồi. Thôi để hai ba lần rồi nhé. Đây để, tôi thấy tôi có thêm người đấy. Ừ. Rồi ok, đi dẫn chúng tôi đi. Đi cả bộ đi. Đây cả bộ ơi, chắc tôi vừa thấy là gần đây đấy. Đi ở trong bên này các bộ ơi. Đây, công kích nhanh. Đây đúng không bà ơi? À, đúng rồi, mẹ con đây đúng không? Đây đúng không? Đây đúng. Mẹ con nói đây rồi. Đây. Đi đường nào anh nhỉ? Không đến đâu rồi, mất dấu rồi. Bà kia thôi. Cùng bà kia là làm gì mà trả với tiền hay như nào mà bà sai mà đến đây à? Bà kia
thuê tôi đi. Biết tội của mày chưa? Tôi không biết gì đâu. Giật cái áo của nó nha. Sao mày lại để phá nhà tao? Tôi được bà kia thuê đến trong nhà thôi. Trong nhà sao nó sập con hết? Trong nhà còn lại giật đồ người ta, giật con người ta thế à? Tôi không biết gì đâu. Bị cướp à? Tôi còn kiếm cướp được cái gì đâu. Ngồi lên. Anh ở đâu? Em ở gần đây thôi. Sao anh đến phá nhà người ta đi? Em đi thì gặp bà kia, bà ấy bảo trả tiền cho đi vào đây tí thôi. Cán bộ phải tống. Bà đây làm gì? Tống ai phải tù rồi. Tôi không biết. Nói bà tù đi. Thế đã làm gì người ta chưa? Tôi chưa. Anh vừa đi chưa làm gì à? Em mà. Thế bây giờ tôi hỏi nhá. Có muốn đi tù không? Tôi không, cán bộ ạ. Tại sao lại đi vào đây phá người ta cho trả tiền? Bà kia trả tiền à? Bà kia trả tiền cho tôi để tôi vào đây thôi. Thế nhà bà ấy ở đâu bây giờ? Tôi cũng không biết. Thế tí đưa tôi đến nhà bà ấy nhá. Tôi có biết nhà bà ấy ở đâu đâu. Tôi đi đường này tôi gặp bà ấy thuê tôi thôi. Thế lần sau có đến đây phá được không? Được không. Bà kia là bà đến phá mới lần rồi, hai ba hôm nay rồi. Tôi đã cảnh cáo bà kia rồi mà vẫn tái phạm. Thế nó đã đánh cho đánh cô cái nào chưa? Không ạ, chỉ muốn cướp con của em thôi. Mà cướp bà ấy đến thường ngày bà ấy vẫn đến phá rồi à? Hai ba hôm nay bà ấy đến rồi. Thế lần sau mà đến mà bà ấy mà đến thì báo cho tôi ngay để tôi bắt nhá. Thế em có quen thằng này không? Nhìn mặt thằng này cho có quen không? Có quen thằng này không? Em không biết ai đâu ạ. Ngồi mặt đây chỗ nào? Em không biết. Không gặp bao giờ. Không gặp bao giờ à? Bây giờ cán bộ tôi bảo này, bây giờ cứ tống thằng này vào tù đi. Không ai mai đi bắt thằng kia. Thôi cho nó tái phạm lần đầu thôi, thay nó. Lần sau nhưng mà đâu. Bà kia bà ấy đến phá mấy lần rồi. Phá hỏng hết cả vườn rau tôi rồi. Mai xử lý cho. Còn thanh niên này hôm nay tha cho. Lần sau về nhà không được làm thế nữa. Vâng, cảm ơn thằng nhá. Một lần nữa là bọn tôi đã bắt đi đấy nhá. Vâng, cảm ơn cán bộ nhá. Thôi thả nó đi. Thôi về nhá, lần sau tôi mà thấy làm vảng lên nữa. Mà lần sau là không tha đâu nhá. Vâng, cảm ơn các cán bộ nhá. Bây giờ rồi, cán bộ đi về. Rồi, tôi cảm ơn hai cán bộ rồi nhá. Lần sau có gì thì báo cáo cho tôi nhá. Lần sau các bà kia vào thì tôi báo thì có cái phải cho bà ấy vào tù rồi. Rồi, bà này ngấy lắm rồi. Anh đi làm cái treo. Vâng anh. Treo thêm một tháng. Treo đấy đâu mà học được. Hai người em không làm cái kia bị bồ đấy, lại chưa bồ.
chú làm xăng chưa? Chưa. Xăng. Đừng mẹ vừa chồng con ạ, em hoa đấy. Mang mua bố xin kêu à? Chờ mẹ tí thì mẹ có
vui xuống cắt rau đấy nhá. Vui cắt rau. Con phát tới đâu cho mẹ con ơi.
nhìn.
lâu chưa? Anh vừa đến nào? Ừ, anh vừa đến. Hỏng nhiều không anh? Không, em vừa vô tình làm đổ thôi bị hỏng mất. Chắc nó bị héo vào. Cắt đuôi con. Này, con đi chợ bán gì đấy? Đi bán xong không? Bán được kia đâu? Bán hết rồi. Bán đi xong chưa? Đây rồi, hôm nay đi chợ về có em mẹ không? Con? Chú hỏi con không, không trả lời ạ, chú con. Đi chợ về có mệt không? Anh đang bảo là sang đây mới hôm nữa anh bận, anh ở nhà anh bận, anh không ấy được nên là anh bảo hai mẹ con là sợ bà đến nhiễu thì cứ mang thằng Bảo đến nhà anh gửi để bảo ông trông cho, mà bố anh trông cho. Không có, mới là anh không có thời gian không sang đây được nên sợ bà lại đến nhiễu. Nhưng mà ông nhà anh có trông hay không? Ông anh đợt trước đợt đi rừng thì ông anh thấy mà, ông anh thấy là rừng mà. Thì lúc anh lên thì ông vẫn quý con lắm. Thì tí anh mang đưa sang đấy xem vào. Sẽ ông trông bảo ông trông cho. Ông anh đi làm à? Hay là anh đi đâu? Ông nhà anh mới đến cấy rồi, sắp cấy rồi. À, anh nhà cấy à? Ừ, anh phải phụ ông cấy. Thế thì bây giờ đưa Bảo đi sang đấy, sang nhanh. Con có đi sang ông không? Con sang nhà chú chơi nhá. Con sang chú nhá. Ừ, đi, em lấy quần áo đi, quần áo của con đâu? Lấy quần áo của con đi sang nhà chú chơi. Đây, mũ của con. Đâu? Đây, mũ của con đây. Con. Được rồi đấy, hết rồi đấy các bạn. Hai tay của mẹ. Chú ơi, đi! Chuẩn bị xong chưa? Xong rồi. Đi đây con. Đi ở nhà chú nha. Đi con đi nha. Đi con. Con nhớ nhà chú không? Dạ. Con đang thích cho con vào cửa đi à. Ừ. Đây nhà anh đây rồi. Nhà anh đây rồi à? Thế thì mình sắp cấy thì để mẹ nó ở đây hộ mình cấy với hộ.
được, mới đối ở cấy cho ông bà mới hôm được. Mẹ đi hộ ông đấy một hôm nhá. Con lại chơi với ông nhá. Ông ngoan nhá. Con ngoan không không bị chúng tôi đi tìm ông nhá. Đi nhanh, dụng mình nhanh. Dụng mạng anh đâu ấy. Sáng nay rổ được một ít rồi. Sáng rổ được ít rồi à? Ừ, đây, em thấy rồi. Đây rồi. Đây. Nó xong rồi anh có sử dụng cái bé tí đi cấy. Tí đi cấy luôn cho nó dâm.
Dạ em có anh ơi, xuống nhá. Anh để đây em lấy nhá. Anh mang xuống xuống cho em đi.
bắt cho em ơi. Nó lúc nó về kìa. Thank you.
Rửa nó rửa đây. Không luộc. Luộc. Rồi, anh tách xong rồi đấy. Cái chỗ này kệ đây. Cái ốc thì sao? Nồi anh đâu ấy? Nồi anh ở trong bếp, em vào xem có được hấp vào trong đấy.
Một cơm cơm bố. Thank you.